Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhóm lãnh đạo Đồng Nai đang bị dí vào dọ Lê Hoàng Quân cẩn thận cùi lửa Có thể nói hiện nay tỉnh Đồng Nai đang là địa phương bị Trung ương tấn công mạnh nhất Hồi vào tháng 10, hai cựu lãnh đạo cao nhất của tỉnh này là ông cựu Bí Thư Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đinh Quốc Thái Ngoài ra còn có ông Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và ông Bồ Ngọc Thu là cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư cũng vào tù theo hai xếp của mình. Đây là hình ảnh hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã bị bắt từ tháng 10. Mặc dù vậy, xem ra vấn đề ở Đồng Nai không dừng lại ở các cựu quan chức mà Trung ương như muốn moi thêm rất nhiều sai phạm khác. Những sai phạm hiện nay nếu có thì những người đang nắm quyền tại tỉnh này khó mà thoát được. Theo thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì từ ngày này đến cuối năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thanh tra 10 dự án đất đai tại Đồng Nai. Cụ thể, tại 3 địa phương gồm có thành phố Long Khánh, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong số 10 dự án đất đai bị thanh tra, có 6 dự án ở thành phố Biên Hòa, gồm các dự án tại phường Tam Phước của công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Phước Thái, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc Thành Nhơn công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Gia Đức, công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Đại Phát. Hai dự án tại xã Long Hưng, của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh bất động sản Long Hưng Phát và công ty cổ phần Zip Golden Land. Bốn dự án còn lại ở các huyện gồm các dự án tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom của công ty cổ phần đầu tư EDK, dự án thị trấn Long Thành, huyện Long Thành của công ty cổ phần Long Thành Reserve dự án của tại xã Long Đức, huyện Long Thành của công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An và dự án tại xã Phước An, huyện Nhân Trạch của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Quang Vinh. Đây là hình ảnh Đồng Nai đang bị Trung ương soi quá kỹ. Hiện nay Trung ương đang nhắm vào các nhóm lợi ích tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Bắt đầu vụ án bao giờ cũng khui ra các sai phạm về giao đất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an cũng đang nhờ Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh nguồn gốc của 156 bất động sản liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Đây là những bất động sản mà bà Trương Mỹ Lan đã lấy về cho Vạn Thịnh Phát. Thời ông Lê Thanh Hải còn làm bí thư thành ủy. Bề ngoài thì như là đánh về kinh tế, nhưng bên trong là đánh về chính trị. Hiện nay, Trung ương đang tiến hành thanh tra gắt gao các dự án của tỉnh Đồng Nai. Theo báo cáo của một số nhà phân tích thì có khả năng Trung ương đang nhắm tới ekip của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai hiện nay. Không loại trừ những dự án này có liên quan tới những đời bí thư trước đó, trước cả thời ông Trần Đình Thành đã từng là bí thư. Đã có hai doanh nghiệp bị thanh tra khởi tố, đó chính là công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Phước Thái bị công an Đồng Nai khởi tố điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tại dự án khu dân cư thương mại Phước Thái cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, chủ tịch phường Tam Phước, nguyên phó chủ tịch phường Tam Phước cùng hai cán bộ địa chính đã bị bắt giam để điều tra. Đây là hình ảnh ông Lê Hoàng Quân, người đã từng là cựu bí thư tỉnh tại Đồng Nai. Hiện nay, công ty cổ phần đầu tư EDG có dự án sai phạm tại xã Hồi 61, huyện Trảng Bom, dự án khu dân cư Tân Thịnh vừa được đưa vào diện trung ương theo dõi. Cụ thể, công ty này có hành vi chiếm đất để sử dụng trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, qua đó xây dựng trái phép tới gần 500 căn nhà. Tại Đồng Nai, nếu mọi ra sai phạm càng xa thì càng có khả năng dính tới những quyết định của ông Lê Hoàng Quân, thấy ông làm bí thư tỉnh ủy. Cũng rất nhiều dự án bị soi, thoát dự án này thì lại dính dự án khác. Ông Lê Hoàng Quân mà không cẩn thận củi lửa thì e rằng cũng sẽ có cái kết như ông đồng chí thân cận của ông là Trần Đình Thành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin nhóm lãnh đạo Đồng Nai đang bị dí vào giỏ. Lê Hoàng Quân cẩn thận củi lửa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao các quan lớn sợ chữa bệnh tại Việt Nam trong khi ông Trọng lại không sợ Ông Trần Đại Quang, ông Phùng Quang Thanh, ông Nguyễn Bá Thanh vân vân đều chọn nước ngoài để chữa bệnh mà không chọn Việt Nam Việc này được nhiều người giải thích rằng y học của các nước tiến bộ cao hơn y học của Việt Nam Tuy nhiên thực tế thì khi ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ gã bệnh tại Kiên Giang vào ngày 19 tháng 4 năm 2019 khi đó lần đột quỵ đầu tiên. Bệnh rất nặng nhưng ông Trọng lại không đi nước ngoài chữa trị như các đồng chí của ông mà ông chọn ở lại Việt Nam để chữa bệnh. Như vậy, y học Việt Nam có thể thấp hơn nước ngoài nhưng không đến nỗi quá yếu kém đối với các nước tiến bộ khác. Nếu quá yếu thì ông Trọng đã đi nước ngoài để đảm bảo mạng sống của mình, chứ ở Việt Nam để làm gì. Đó là nghịch lý mà Thời báo chấm muốn đào sâu về vấn đề này nhằm phục vụ các bạn. Đây là hình ảnh chuyến đi Kiên Giang của Nguyễn Phú Trọng vào năm 2019 đã đem đến tai họa cho ông với lần đột quỵ thứ nhất ở đây. Thực tế cho thấy, cho dù ông Trần Đại Quang hay ông Nguyễn Bá Thanh có chọn nước ngoài để chữa bệnh, thì hai ông cũng không thể tránh khỏi lưỡi hái của tử thần. Vậy thì đi nước ngoài làm gì cho tốn tiền? Những bệnh mà ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Bá Thanh mắc phải là bệnh không thể chữa trị. Có người thì cho rằng mắc bệnh tự nhiên thì dễ chữa trị hơn là bệnh đầu độc. Ai bị đầu độc thì đường tường chính chính là dính những kịch độc không thể chữa được. Hiện nay, việc chăm sóc sức khỏe cho quan chức cấp cao đã có ban chăm sóc sức khỏe của Trung ương đảm nhiệm. Đây là cơ quan của đảng được lập ra để theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho các quan chức cấp cao. Những nơi chữa trị cho các quan chức này là các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Quân y 108, các thiết bị y khoa, các chuyên gia đầu ngành ở đây không thua kém gì các bệnh viện lớn trên thế giới. Và chính ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn nằm tại bệnh viện quân đội 108 chứ không đi nước ngoài như các đồng chí của ông. Theo như tin tức mà chúng tôi có được thì ban chăm sóc sức khỏe của trung ương không phải là một cơ quan độc lập. Nó nằm dưới sự điều khiển của một người hoặc một nhóm người có thế lực chính trị mạnh nhất. Hiện nay, cơ quan này nằm trong tay ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nên ông Trọng không cần phải đi đâu cả, mà cứ ở Việt Nam thì vẫn được chăm sóc tốt, không thua bất cứ bệnh viện lớn nào. Đây là hình ảnh ban bảo chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trung ương là công cụ của thế lực chính trị. Tuy nhiên, nếu một quan chức mà không thuộc phe đang nắm ban chăm sóc sức khỏe, thì lại là một trò may rủi rất lớn. Thay vì chữa bệnh, thì họ lại làm những việc khác theo mưu đồ chính trị của bề trên. Lúc đó không những bệnh không khỏi mà rủi ro mất mạng còn cao hơn rất nhiều. Và đó là lý do nhiều quan chức đang ở cửa dưới mà bị ngã bệnh thì tốt hơn hết là nên ra nước ngoài chữa trị cho chắc ăn. Với các bệnh viện ở nước ngoài họ hoàn toàn toàn tâm toàn ý chữa trị cho bệnh nhân. Chỉ khi nào họ bó tay thì mới thôi. Thực ra, tầm hội ủy viên bộ chính trị và một số ủy viên trung ương đảng đang nắm các chức vụ lớn ở trung ương thì hoàn toàn được chăm sóc y tế theo tiêu chuẩn của họ. Trên chính trường hiện nay, nếu không theo phe này, đấu phe kia thì không bao giờ tiến thân cho được. Những con người rừng rưng với trò kéo bè, kéo cánh thì không chóng thì chảy cũng sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi. Ông Nguyễn Bá Thành khi còn sống chính là cánh tay rất đắc lực cho ông Tổng Bí Thư. Tuy nhiên, vì lúc đó ông tổng bí thư chưa mạnh nên ông Thành mới dính một cú đấm trời giáng và đã mất mạng đến thân với ông tổng mà còn không bị tin bệnh ở Việt Nam chữa trị thì còn ai tin được đây. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Bá Thành đã chọn sang Mỹ để chữa bệnh. Chỉ có ai nắm chắc hệ thống chăm sóc y tế đặc biệt dành cho trung ương Đảng thì người đó mới tự tin hiện nay chỉ có một mình ông nguyễn phú trọng tin tưởng hệ thống chăm sóc y tế của đảng hầu hết là đều tránh xa nó ngành y tế khi làm công cụ cho những thế lực chính trị thì rất nguy hiểm tội ác của nó tạo ra còn kinh khủng hơn các loại tội ác khác thời chiến tranh thế giới lần thứ hai hitler đã từng dùng rất nhiều bác sĩ ma quỷ để thử nghiệm lâm sàng các phương pháp diệt chủng trên người sống ở các trại tập trung y tế phục vụ mưu đồ chính trị ai biết đều phải tránh né, nếu không thì hối cũng chẳng kịp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Vì sao các quan lớn sợ chữa bệnh tại Việt Nam trong khi ông Trọng lại không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm đề